Rồi anh Tám ơi, cho anh em biết là vị trí mình đây đâu luôn ha anh Tám. Rồi, Tám Miên xin kính chào các cô chú, anh chị trên mọi miền Tổ quốc, đã trên kênh Cánh Đồng Miền Tây. Thì hôm nay Tám Miên rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Cánh Đồng Miền Tây. Thì địa chỉ quen thuộc của Tám Miên đây là ấp Bình Đông A, xã Châu Bình, huyện Dùng Trôm, tỉnh Bến Tre. Điện thoại thì 0962 75 73 73, cũng số là Zalo của Tám Miên luôn nha cô chú anh chị. Thì hôm nay Tám Miên cũng mong Zalo ba cây mai tàn. Thì để cho cô chú anh chị chơi Tết 2021 thì Tám Miên cũng rất mong cô chú anh chị xem kênh Cánh Đồng Miền Tây để ủng hộ Tám Miên nha. Dạ. Thì Tám Miên đứng ngay cái cây này, thì cái cây này cũng rất là đẹp, quay sơ cái này mình chính tay mình làm mà nó làm chưa xong. Dạ. Cây này thì hồi trước mình mua thì tuổi đời của chủ vườn nói là có thể tầm từ ba mấy năm á, tại vì nó già quá mà ở trong đó đất phèn. Cái này tặng là sao anh? Cái này thì mong muốn Tám Miên nếu giao lưu được hai cây lớn thì Tám Miên tặng cây nhỏ. Tặng kỷ niệm ha anh Tám. Tặng nguyên bội luôn nha. Dạ. Hết luôn. Đó, cái này chơi Tết bình thường hả anh? Trời ơi, chơi Tết bình thường mà năm nay bông không giữ. Dạ. Tại vì mình mới dưỡng được có mấy tháng à. Nụ nút thì có nhưng không nhiều không. Gù rất đẹp. Giót ngọn nhỏ xíu luôn nghe cô chú anh chị. Dạ. Đó. Tham khảo đi thì nếu cô chú anh chị nào có duyên với mình thì sở hữu cây này để mình tặng một năm mới phát tài. Dạ. Hoành cũ, hoành thì đây được 52 nè. 52. Ừ. Đây thì 38 trên cao. Rất đẹp, cây này đẹp lắm, bên nhìn bên ngoài đẹp lắm của chị. Rồi anh em chốt hai gốc và tặng anh hai gốc tặng. Rồi, quay cho anh em tham khảo một vòng của cái bộ tàn gốc này nha anh em. Cái này là tàn dù hay tàn sao hả anh Miên? Cái này tàn dù đi, nói rồi. Quá đẹp bộ tàn anh em ơi, tàn tròn mà đều lắm nha anh em. Cái này thì nó có cái dàn nút kìa anh em, khỏi có chê dàn nút rồi. Nút quá đỉnh luôn anh em. Thôi quay lên nút cho anh em coi mỗi nít lá mỗi nút luôn. Cái chiều cao mình khoảng nhiêu hết anh Tám? Cao tầm 5 mét đó em. 5 mét, tán ngang anh. Tán ngang 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi. Cái này là lâu năm chưa anh Tám? Cái này chắc theo mình độ cũng không già, hung nó bị cái da thấy thường thường nè. Dạ. Đốc, nhưng mà đặc biệt cái rễ này hôm qua nguyên chùm bông. Trời ơi anh em quay cho anh em xem mấy cái nút gốc này nha anh em. Coi như là hứa với anh em là lá nào cũng có nút hết. Quá đỉnh luôn anh em ơi. Cái này thì vàng nút này là bao anh em bao bông rồi. Cái bông này là chuẩn nó nhiêu cánh, nhiêu cánh anh Tám? 5 đến 9 cánh. 5 cánh đến 9 cánh anh. Sung là ví dụ như nó sung là 12 cánh đó, nhưng mình không nói gì đi. Một cốt ghi lên anh em. Một cốt. Cốt cành là nguyên ghi luôn anh. Chủ luôn, nguyên ghi luôn. Đây là anh em. Tại nó hơi nghiêng rồi mình cặp lại ngay. Vú bò hả anh em, mấy cái này vú bò sao anh Tám? Cái này lâu năm chưa anh Tám xem thấy nó tầm đắt ba mấy 40 năm á, nhưng không chứ không già không đâu. Dạ. Ồ, cái này nụ nhiều nha anh em, nụ tung thân khá là nhiều lắm. Nha. Nè. Dọc cây nha anh em. Không phải nói là thân rễ nó cũng có luôn. Mà hôm qua nguyên chùm anh bó gãy tiêu cũng ghê nè. Ở dưới rễ cũng có luôn. Rễ cũng có luôn, có bông luôn. Đây. Nguyên chùm bông này thiệt đẹp á, nó gãy trơn. Còn nguyên cái cũ sao nở quá anh, để tới tay nhẹ thử coi anh Tám. Tay này nước để hai tay với tay. Này nè anh em. Cũ khá là lớn nha anh em. Cây này có đang xù gì không anh Tám? Không, cái này anh thấy nó vậy thôi chứ còn nó không có xù đâu. Nó già già, nó già gốc á. Dạ. Cây này thì cũng nói anh em luôn, đế thường, như cũ nở, đẹp. Cái này cắt cành cái lâu ngày cái nó dời nó lành cái nó đậu lên phù đẹp quá ha. Cái chủ trước nó là bị cẩu á. Dạ. Dột bên đây nó xù lên luôn nè. Hồi đó chủ nhà người ta đám cưới người ta chặt. Nguyên cái này là xù hay sao anh Miên? Nguyên này nguyên bệ này mình thấy vậy mình không biết nó sần sần xù xù. Cái này thì để anh em đánh giá thôi chứ giờ không biết sao. Còn cũ nhìn ngoài khá là quạo anh em. Cái này á, tại vì lý do là mình muốn để cho nó mang liền mà cắt này. Dạ. Cho đẹp thành ra mình để vậy, như anh em là sau này sở hữu về cắt bớt từ từ. Đây anh em, được trồng lên cốt cành đó anh em. Cây này nhìn bên ngoài khá là tơ anh em. Trời ơi, bông kia mà, bông khủng khiếp mà. Cái này chắc anh Tám đo thử thông số đi anh Tám ơi. Đo thử thông số cho anh em tham khảo đi anh. Cái này mình bông này là đo ba thông số đi. Dạ. Cho anh em xem cho rõ. Giờ đo cái bự trước nha. Dạ. Bự trước cho nó sát mặt này đi. Sát mặt cái này là nhiêu anh? 105. Rồi. Là sát cổ nha. Cái này chỉ tham khảo thôi nha anh em. Tham khảo thôi, cái này tham khảo cho anh em tham khảo cho thôi. Còn này là 83. Rồi. Là cách lên khoảng tấc. Rồi, vị trí là nhiêu anh Tám? Chính xác là 80. 80. Mình chuẩn là 80 anh em. Chuẩn 80 á. Rồi, thoát thân luôn anh ta anh Tám ơi. Kè thoát thân hơi cao nha anh em. Thân 1m2 phải mình có đo thử coi. Nhiêu anh? 1m18 như mét 2. Đây anh em, nguyên cái bộ tàn đó nè, mình phải đứng từ xa mới quay hết được cái bộ tàn nha anh em.
tàn lên đều mà nó đều do anh em, khá đẹp nha. Cây này mặt bông thì anh em yên tâm có thể về chơi Tết bình thường hết anh Miên. Bình thường. Cái này bao bao anh em chơi Tết hết anh Miên. Còn cái vàng nút thì anh em phải nói là xuất sắc anh em ơi, quá xuất sắc. Khó kiếm được cây nào mà như nút to mà nó lớn mà nhiều nữa. Cây này là mình giao lưu với anh em sao anh Miên? Để cái này thì anh giao lưu với anh em là bao ship 300 km đi. Dạ. Cho nó dễ, nhiều khi 200, nhiều khi giới hạn. Dạ. 300 km thì mình mong muốn giao lưu với anh em là 170 triệu. Dạ. Giá rất là hợp lý nha. Dạ. Mình theo mình thấy vậy, anh em có gì có nhu cầu thì cứ alo Tám Miên đi. Dạ. Thì chắc chắn là sẽ sở hữu được. Có alo có giao dịch ha anh Tám. Có giao dịch. Bị rồi. Cái hoành cây như vậy thì giờ mình thấy giá đó mình đưa ra là cũng hợp lý vậy. Dạ. Nói chung mình mua rẻ thì bán rẻ, nói vậy anh em vậy đi. Rồi, ok anh ơi. Rồi, gốc mã số 2 nha anh em. Cái này thừng bồn lâu chưa anh Miên? Cái thừng bồn khoảng tầm 7 tháng. 7 tháng hả anh? Rồi, 6 7 tháng. Lá xanh mượt anh em. Cái này chơi chơi Tết bình thường anh em ơi. Bao đông? Nụ nút cho anh em xem hơi, tại vì mới được mấy tháng rồi nút cũng chưa giữ hung. Dạ. Nhưng mà chơi được. Vậy anh chơi năm nay có năm sau cái này cái dễ thở hả anh? Dễ thở. Chiều cao khoảng nhiêu anh Miên? Chiều cao chắc tầm 3m. 3m. Tán ngang cả 3m luôn. Bông sao anh Miên? Bông thì không thấy bông. Chưa xác định bông bông anh. Không thấy bông vì mua lúc đó. Là cây này bông cũng quọng nè, mấy nút mấy này nó ra đủ nè. Cúc cành nguyên kim hết cho anh em. Cành nguyên kim hết. Cây đế dưới còn nữa anh Miên. Đế thì như mình chỉ khai thác tới đó thôi. Dạ. Nhưng mà đế thường đi, không lấy đế giữ. Dạ. Đế thường. Không thấy đế mình bán vậy đi. Có sao nó vậy ha anh Miên? Sao nó vậy cho dễ người ta thương. Anh em thích thì anh em có thể mình ủng hộ anh Miên. Cái này chắc anh Miên coi thử thông số nhẹ. Rồi. Cái anh Miên ơi. Mình đo cũng hai thông số luôn nha. Dạ. Cái sát mí mặt đất á là 54. 54. Ừ. Rồi. Nhiêu anh Miên? 50 đi, 50. Mấy đi, 50 đi. Rồi ok, thấp thân luôn anh Miên ơi. Thấp thân thì thân là 25. 25. Ừ. Rồi cây số 2 này là sao anh Miên? Cây này thì mình cũng mong muốn giao lưu với anh em là 29 triệu. 29 bao triệu. Bao ship 300 km. Còn anh em nào tới chỗ thì mình bớt thẳng 4 triệu. Rồi ok. Vậy thôi. Nhân gọn lẹ anh ơi. Nói chung anh Miên thì anh bán buôn bán nhân gọn lẹ. Anh em thích thì mình cảm thấy mua được giá nhiều cứ liên hệ ảnh. Có alo là có giao dịch hết anh Miên. Có giao dịch. Rồi ok. Cây nó chặt quá luôn anh em ơi. Rồi góc tiếp theo mã số 3 nha anh em. Cây này bông bao bao la luôn anh em ơi. Mấy cái nút thì nó quá trời nút luôn anh em. Cây này mình bao cho Tết được không anh Miên? Nói chung là cái này chơi rây rai. Cái này thì cái này anh kéo thử một nhánh hay nhánh xuống thử em coi thử anh Miên. Cho anh em quay cận cận. Coi bông luôn đi. Dạ cho dễ. Coi bông luôn đi. Đây. Đây nè anh em. 6 cánh cũng đẹp lắm nha. Rồi mặt bông này nha anh em. Nụ nút thì bích cây luôn. Đây cây bông này còn kinh bông mà cái nụ nè anh em. Nụ nút lớn nha anh em. Nút này thì một cái nút này nó ra 5-7 bông là bình thường nha anh em. Anh em chơi giao lưu mình hai cây này là chơi qua Tết chưa ta chơi hết bông, bởi vì cây này nó nở trước Tết còn cái kia nở vừa Tết. Dạ. Là hai cây là mình chơi hoài một tháng trời luôn anh em. Dạ. Bông này có thơm gì không anh Miên? Bông thơm à, sáng bông thơm lắm. Dạ. Có bông mình hửa rất là thơm. Một cốt đi lên nha anh Miên. Một cốt. Xương tàn kích dịch hả anh em ơi? Xương tàn kích. Cây già cây. Cây lâu năm chưa anh Miên? Cây này cũng lâu năm em. Đây quay một chọc lên nha. Chiều cao mình khoảng nhiêu anh Miên? Cao 5 mét em. Còn tán ngang anh Miên? Tán ngang. Làm 6m. 6m. À. Hay tổng thể hết một vòng qua nha. Quay vòng đi. Cúc cành này là nguyên gin hết sao hả anh Miên? Nguyên gin chưa, không có chỉnh sửa gì hết. Dạ. Yeah. Thân thấy gì chứ bự lắm anh em. Cây này thời gian tới thì cái mặt bông nó ra bích cái cây thì nghĩ cây này nó đẹp nha anh em. Bông quá là nhiều anh em ơi. 6m hơn. Mấy cái này cốt khá lực nha anh em. Đây, quay cận cho anh em tham khảo một cốt đi lên thẳng băng nha anh em. Cốt cành bắt khá là khít nè. Rồi phía dưới là mình sẽ quay cho anh em tham khảo một vòng của cái bộ đế này nha. Đế lớn nha anh em. Đế cộng nào đáng cộng đó nha. Đế thân vỗ cũng khá là đều nè. Đế sắn như cái hoa văn nha anh em. Thân thì hơi mớp nhẹ nha. Rồi từ xa hầm ga sẽ ra xa. Mặt tiền bên đây thì hay. Đưa. Sao anh? Cái mặt tiền bên đây hay. Chưa cái bụng nữa. À có cái bụng nữa anh. Đưa bụng mặt tiền bên đây đẹp. Nhìn thấy mặt tiền này rất là đẹp. Dưới bên đây còn đế nữa không anh Tấn? Nó anh còn nằm ra, đây nó còn đế nè. Dạ. Nó hơi nằm sâu tí. À, có tầng đế nhẹ phía dưới nha. Tự chản luôn á. Hai cọng bự lắm nhưng mà nó nằm hơi sâu. Mình không khai thác anh. Không khai thác, để nó gì đi. Ráng giữ vào bông cho nó ra ok. Nếu cái này anh em nào sở hữu thì
đi ra bông xong là ta cắt bông hết bỏ. Dạ. Cái vỏ là lá non á. Dạ. Toàn bộ cái bộ tàn nha anh em. Cái này anh Tám đo thử thông số khoảng nhiêu anh Tám? Rồi. Đứng mấy đó luôn ha. Dạ. Này đứng cho nó rộng đi dễ hai cũng hai thông số đi. Dạ. Cái mà thông số này là 65. Rồi. Này 60. 60 rồi. Thoát thân luôn anh Nguyên ơi. Thoát thân là 50. Rồi anh Nguyên đo thử cái cốt cành mà 1, cốt cành 2 luôn anh Nguyên ơi. Cốt cành là 20. 20. Ừ. Rồi, số 1 của anh, cốt cành số 1 khoảng nhiêu anh? Số 1 là cành cũng là 20 luôn, 21. Rồi, quay lại cho anh em lại cái bộ tàn nữa nha. Để anh em tham khảo chi tiết cái ốc này. Tàn bung như chiếc dĩa anh em ơi. Cây tàn rất là đẹp. Rồi, cây cuối cùng ngày hôm nay thì anh em thích thì muốn giao lưu sao anh? Cây này thì mình cũng nói với y như mấy hai cây kia, cũng giao lưu là 300 km. Dạ. Thì cũng mong muốn giao lưu anh em cây này là 109 triệu. Dạ. Thì để nếu anh em mua hết 3 cây dạ. Thì Tâm Yên sẽ cho có giá hợp lý cho anh em về chơi. Giảm chút xíu đó anh. Chút xíu tiền cà phê ha. Giảm nhưng mà còn tặng một cái cây mà hồi đầu clip giới thiệu anh em nữa. Cây đó kêu bonsai được không anh? Kêu bonsai đẹp. Được vậy ha, bình thường anh. Rồi, rồi cái cuối video mình gửi gắm cho khán giả ha. Cuối video này thì Tám Miên cũng mong tất cả các cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc đã xem kênh của cánh đồng miền Tây thì có nhu cầu chơi mai Tết thì ráng cố gắng xem hết clip để ủng hộ Tám Miên nha. Dạ. Rồi Tám Miên xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Cũng mong là giờ tới Tết cũng gặp được hai lần. Dạ. Rồi, anh em nào thích mình có thể mình liên hệ với anh Miên nha. Qua số điện thoại để phần tiêu đề nè. Gốc số 1 thì mình thấy khá là kết gốc đó. Anh em nào muốn quan tâm chơi mai tàn mà chơi tết đỉnh luôn thì anh em có thể tham khảo chi tiết lúc đó nha. Mọi chi tiết thì anh em cứ liên hệ trực tiếp trên Miên qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em có alo là có chỗ giao dịch anh em ơi.